Xin được kính chào quý nhà đầu tư, quý khách hàng đang theo dõi buổi livestream trực tuyến với chủ đề là đầu tư mùa dịch cùng các chuyên gia sáng ngày hôm nay. Tôi là Quốc Khánh và rất là vinh dự được làm người điều phối chương trình này. Hôm nay sẽ là một cơ hội rất là quý báu dành cho các khách hàng thông thái, những nhà đầu tư cũng như là những anh chị em sale trong lĩnh vực bất động sản, và chúng ta sẽ được nghe chia sẻ đến từ các diễn giả là các chuyên gia bất động sản quốc tế, những chuyên gia đầu ngành cũng như là những nhà đầu tư cá nhân có nhiều kinh nghiệm. Thì sau đây thì tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đại diện công ty cổ phần Vinhomes, thương hiệu bất động sản đắt giá nhất Việt Nam, chị Hoàng Thị Thùy Vi, giám đốc quan hệ đại lý, sẽ chia sẻ với chúng ta về thị trường, về góc nhìn cũng như là quan điểm của chủ đầu tư trong thời gian hiện nay. Và một vị khách mời tiếp theo tôi muốn giới thiệu đó là anh David Jackson, là tổng giám đốc Colliers Việt Nam. Colliers là một tập đoàn quốc tế chuyên về bất động sản với nhiều dịch vụ như là thị trường vốn và đầu tư, thẩm định và định giá, quản lý dự án, quản lý bất động sản trên nhiều phân khúc như là bất động sản thương mại, bất động sản nhà ở, bất động sản công nghiệp, khách sạn, văn phòng, bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản nông nghiệp. Và anh David Jackson, người đã có hơn 18 năm kinh nghiệm trên thị trường bất động sản quốc tế, đến Việt Nam từ năm 2008, và anh được biết đến là một chuyên gia bất động sản quốc tế, am hiểu sâu sắc thị trường bất động sản quốc tế, đồng thời nắm rõ thị trường Việt Nam. Và tôi tin chắc rằng là anh David sẽ mang đến cho chúng ta nhiều góc nhìn thú vị. Và tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của anh Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Việt Nam VREC, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty cổ phần DT24.vn, kiêm Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian vừa qua thì Câu lạc bộ Bất động sản Việt Nam và Câu lạc bộ Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động tích cực, đóng góp rất nhiều giá trị thiết thực cho ngành bất động sản Việt Nam, và được biết đến là một chuyên gia đầu ngành. Thì anh Nguyễn Quốc Bảo rất dày dặn kinh nghiệm trong quy hoạch, phát triển, kết nối và đầu tư bất động sản. Với sự từng trải của mình thì anh sẽ mang đến cho chúng ta những cái góc nhìn thực tế. Và tiếp theo là một khách mời không chỉ thành công trong lĩnh vực thời trang Việt Nam, xin được giới thiệu nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, là một nhà đầu tư rất là có duyên và thành công với lĩnh vực bất động sản. Và chương trình ngày hôm nay thì xin được vinh dự nhận được sự tham dự của anh. Và anh Đỗ Mạnh Cường sẽ chia sẻ với chúng ta những kinh nghiệm đầu tư bất động sản cũng như là đánh giá thị trường dưới góc nhìn của một khách hàng, của một nhà đầu tư cá nhân. Và cuối cùng thì tôi xin được trân trọng giới thiệu chị Lê Thị Thanh Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Vietnam Cruise, đại lý phân phối chính thức của đại đô thị Vinhomes Grand Park và là đại lý chiến lược phụ trách thị trường Nhật Bản của Vinhomes, là người điều hành đại lý phân phối, là cánh tay nối dài của các chủ đầu tư uy tín và cầu nối quan trọng giữa khách hàng và chủ đầu tư. Thì những góc nhìn, những chia sẻ của chị sẽ vô cùng quý giá đối với chúng ta. Và một lần nữa xin gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị diễn giả, và xin được chào đón các anh chị đã dành thời gian quý báu cho chương trình ngày hôm nay. Xin chào các anh chị ạ. Vâng, và buổi tọa đàm trực tuyến đầu tư mùa dịch cùng các chuyên gia ngày hôm nay thì tôi xin được phép được chia thành hai phần. Phần 1 thì chúng ta sẽ nghe chia sẻ của các chuyên gia với những thông tin nóng nhất hiện nay về thị trường bất động sản Việt Nam. Và phần 2 thì chúng ta sẽ có giải đáp và tư vấn đầu tư để những nhà đầu tư có thể đưa ra được quyết định sáng suốt nhất trong thời điểm hiện tại cũng như là sau đại dịch với những câu hỏi từ khán giả. Và tôi xin được phép bắt đầu phần 1 của chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên thì xin được phép được trao đổi với lại anh David Jackson, tổng giám đốc của Colliers Việt Nam. Hello David. Yeah, hello. Hi. We know that you have been with the Vietnamese real estate market for more than 12 years, and this year 2021, Vietnam's real estate market is experiencing the COVID-19 pandemic. It's pretty tough right now. And could be said the first pandemic period for the market that's only 30 years old, and the experience of international real estate market for a long time would be very useful for the local market. So from your perspective of an international real estate expert, would you share with us some of your experience about the international real estate market and the
the experience coping with the pandemic and fluctuations in history. And I mean, normally during and even after the pandemic, how does the markets go, and what are some of the trends that we see going coming onwards, forwards? Well, first of all, Ankan, great to see you again, and thanks very much for your introduction. And I'd like to thank the organizers for allowing me to join this event today. I guess to answer your question, COVID-19 has impacted and affected everybody around the world, and it's difficult to isolate how this pandemic has affected the real estate market, as is in history, very little, thankfully, outbreaks that are on a global scale. And then when you mix them in with real estate dynamics, it gets a little bit more complicated. Because pandemics are worldwide, and due to the rarity, the data is very limited. So it's difficult to isolate the effects on the market directly, as prices can be influenced by the larger macroeconomic conditions, such as trade or construction costs, as you can see in the price of steel at the moment, or government influence. However, it's true that COVID has worldwide slowed economic growth and created business environments similar to that of a recession. And you should think of it like a recession. Real estate companies, developers, and personal investors are certainly not immune to its influence. However, Southeast Asia and its people are so dynamic and growing so quickly, it'll be a massive driving force to drive the economy forward and pull out these difficult times. That's, I guess, one of the reasons why you see the Vice President of America coming to Vietnam this week. Like recessions, investor confidence has been reduced due to COVID, and people and organizations have become more cautious and conservative about how and where they spend their money. People want direction on the future, and as a result, they require more information on why they should invest, what their returns will be, rather than be speculative investment following the crowd, as you've seen in Vietnam in recent years. So people that do not have reserves of money or capital reserves looking for a quick return on investment will be less likely to invest on the market and hold on to their money to make sure that they have some reserves in case of emergency. You can see this in Bitcoin, where speculative markets get upset with a volatile market, or people that are buying apartments quickly, or brokers that are buying many apartments quickly in order to flip them and make a short-term profit, rather than look and understand long-term rental income. Thankfully, from where I stand, real estate is an effective strategy, and it's a good way to stabilize your portfolio in an economic downturn. With the stock market doing well, prices tend to go up as investors have more capital. When the stock market goes down, and it's doing poorly for investors, they're looking for more opportunities, then they generally invest their money in real estate. Smart long-term investors will do their research and seek out consultants and sales agents to guide them on what opportunities there are on what people have overlooked. We're living in a time that's unprecedented, and while markets around the world have contracted, this is the time to think about future developments and take advantage of opportunity rather than dwell on the problem. The Vietnamese market is young compared to other countries, and there is opportunity everywhere. Every market in Vietnam is undersupplied and over-demanded at the moment. Vietnam has to build more apartments, more industrial facilities, more office space, more. And the government understands investing in the country's infrastructure and incentives for the legal systems. So, in conclusion, with all of that, you know, there are winners and losers in every aspect of life. But as a smart investor, it's the one that seeks opportunity where others are too afraid and fail to see it. And I think that those that find those opportunities as we come out of the pandemic will be successful, as we've seen in previous economic downturns in Hong Kong and other major cities. Yeah, good to know. So the impact of this pandemic on the real estate in Vietnam, how is that similar to the impacts on the real estate market that we had before? I mean, with like previous pandemic or like SARS, and the market in Vietnam in particular and the world in general, would that follow the trend that had taken place in the history before? And what do you think about the
the phenomenon of the real estate prices in the US or in Canada or even countries around the world, and even in Vietnam, the price increased by 10 to 30% in 2020, even during the pandemic. As I mentioned, fortune kind of favors the bold, and before COVID, Vietnam's growth potential is astronomical. And so one needs to look at not just how the COVID is affecting that, but where Vietnam is going and what it's been doing other before pre-COVID. It's the 15th largest population in the world, and we'll have like 103 million people by 2030. 65% of the population under 35. It's got increased high disposable income for its people. The government spends 20% of its annual revenue on education. It's got competitive labor costs that are half the costs of China. And the people are growing and adapting to technology. So while COVID there's an economic downturn, it's currently on people's minds and it's affecting people on a day-to-day basis. It will not stop investment into the development of Vietnam in the long term. People and companies that are all ready to take advantage and capitalize on this when the market rebounds will be successful. In terms of the property market, as mentioned, it is new, it's young in Vietnam, but that means there's opportunity for growth and development and potential for better returns. And with government support, better incentives, improvements, financial and legal system improvements is going to be a lot better. To answer your question, in other countries where we've seen house prices rebound or stay high during COVID or economic downturn, it's simply because increase is there in price or movement in price is because demand outweighs supply. People want to live in that area, they're stable in that area, they want to invest in that. You can see this in Vietnam with the old traditional townhouse with three generations living under one roof has changed. Now young couples want to live in and own their own apartments where they can have access to swimming pools and better facilities. And this only really started sort of 10 years ago. And so that people, you can see the price grow in that market, in that field. As a foreigner and through history, I understand the Vietnamese people are used to adapting to change. And there is the resilience is something the world understands. So to answer your question, there is where the demand is high, the prices will remain stable. People want to invest in real estate. Investors wrongly often compare Vietnam to the growth of other countries. And I hear that, Vietnam's 10 years behind China or 10 years ahead of Cambodia. But the reality of it that life in Vietnam is unique, and it's the benefit of a growing economy. It's a government that understands what mistakes the other countries have made in terms of its development, and they'll make sure it doesn't happen here. So we're living in an unprecedented time. I guess while most speakers will discuss COVID, I'm talking about the future of Vietnam, and like the Asian economic crisis or bird flu or political influence or trade issues, Vietnam will be successful and will continue to. Yeah, I see that. In a situation like this, the demand is still high, and the huge potential for long term, and people kind of stay at home and take a look more of their opportunities and make their choices in terms of investment. Thank you for your sharing. Cảm ơn anh David Jackson với những góc nhìn của một nhà đầu tư quốc tế. Xin được phép hỏi anh Nguyễn Quốc Bảo ạ. Dạ, anh Bảo thì được biết đến là một chuyên gia đầu ngành của thị trường bất động sản Việt Nam. Thì mặc dù thị trường bất động sản Việt Nam tuổi đời cũng còn khá trẻ, chỉ khoảng 30 năm trở lại đây thôi, nhưng mà đã trải qua chưa hề trải qua một cuộc đại dịch nào như đại dịch Covid lần này. Phải nói là lịch sử. Và trong 30 năm qua thì thị trường bất động sản Việt Nam cũng có những cái giai đoạn thăng trầm. Thì xin anh có thể chia sẻ về cái sự vận động của thị trường trong cái giai đoạn trầm lắng cũng như là xu hướng của thị trường sau giai đoạn này như thế nào, theo sự quan sát của anh trong những năm vừa qua. Chào MC Quốc Khánh, chào tất cả quý vị diễn giả và khán giả đang nghe. Thì thưa quý vị, theo cái kinh nghiệm và phân tích của cá nhân tôi cũng như là
câu lạc bộ bất động sản mà anh em chia sẻ rất nhiều, thì cái sự trầm lắng này đó, nó trầm lắng là để nó tích lũy cái thời gian trước đó nó đã có tăng trưởng. Thì thường nó trầm lắng không để nó tích lũy, thì sau một cái đợt sóng đã tăng trưởng trước đó thì tiếp tục nó chờ đợi để chuẩn bị cho một cái sóng tăng trưởng sắp tới. Thì cái quan trọng trong bất động sản đó thì cái điểm rơi á, là trong cái đường sinh đó, thì cái nhà đầu tư là mua ở thời điểm nào phù hợp. Thì trong cái vấn đề đầu tư đó, thì lại có nhiều khía cạnh khác nhau, trong đó có người đầu tư để kiếm lời, có người đầu tư đó là để cho một cái chỗ ở lâu dài, an cư lạc nghiệp cho gia đình mình. Thì cái người mà đầu tư để mà chỗ ở lâu dài đó thì thường người ta có thể là ít ảnh hưởng lắm cho cái thời điểm để chọn điểm rơi, vì như nhu cầu của ta là nhu cầu thật. Còn nhu cầu của người đầu tư á, thì người ta phải chọn lựa cái đường sinh như thế nào. Người ta luôn mong là mua điểm điểm đáy và bán điểm đỉnh đó, mua lúc người ta chán rồi bán thì bán lúc ta cần đó. Thì cái khuynh hướng của mỗi một cái nhu cầu của mỗi một con người, mỗi nhà đầu tư là khác nhau. Nhưng cái sự trầm lắng á, ở đây thì tôi nghĩ là nó loanh quanh, nó cũng cũng nằm ở chỗ ba cái yếu tố, sáu yếu tố tác động vào cái sự trầm lắng này chính. Đó là thường á, theo tôi theo dõi 30 năm qua thì mỗi một chu kỳ nó trung bình là 6 năm, 5 6 năm. Thì quý vị có thấy đó là sáu yếu tố mà thường ảnh hưởng nhiều nhất, là cái nguồn vốn của ngân hàng, cái nguồn vốn của quỹ đầu tư, hay là cái thị trường vốn mà huy động từ thị trường chứng khoán vân vân, nó tác động vào. Đó là một yếu tố. Yếu tố nữa là cái chính sách tiền tệ, lạm phát. Cái lạm phát nó xảy ra thì nó ảnh hưởng rất nhiều cho cái sự tăng trưởng hay trầm lắng của thị trường bất động sản. Yếu tố thứ ba đó là các quy định về của nhà nước, khung pháp luật đó, để mà siết chặt hay là nới lỏng cho cái ngành bất sản. Đó là yếu tố thứ ba ảnh hưởng. Yếu tố thứ tư đó là yếu tố về đầu tư công. Nếu nhà nước mà triển khai đầu tư công, hạ tầng cơ sở tốt thì nó sẽ kéo theo các nhà đầu tư khác, các lĩnh vực ngành nghề sắt thép, vật liệu xây dựng và rất nhiều những ngành nghề phụ thuộc kéo theo đều cùng phát triển theo. Thì là cũng rất là quan trọng trong yếu tố đầu tư công là yếu tố thứ tư. Yếu tố thứ năm á, là về cái GDP. Tại vì bốn yếu tố trên ổn hết, nhưng mà yếu tố năm là về cái GDP, mà cái sự phát triển chung của nền kinh tế chúng ta nó không phát triển hoặc là nó kém thì nó cũng ảnh hưởng. Nên sự phát triển của GDP quốc gia và cá nhân thu nhập đầu người nó cũng rất là quan trọng, đó là yếu tố thứ năm. Và yếu tố thứ sáu đó là FDI. FDI là những cái nguồn vốn đầu tư ở nước ngoài vào Việt Nam. Việt Nam ta có chính sách lôi kéo thu hút tốt thì nhiều nhà đầu tư vào Việt Nam thì nó cũng kích cầu, nó làm cho cái ảnh hưởng vào cái giá của bất động sản tăng hay giảm hay là trầm lắng. Thì sáu yếu tố chính đó thì quý vị để ý là cứ một chu kỳ 5 năm 6 năm thì nó đều ảnh hưởng của sáu yếu tố này là chính. Nhưng một cái điều chúng ta phải lưu ý kỹ là đất nước chúng ta là còn còn chưa giàu, đó là sắp tới sẽ giàu. Thì chính vì vậy á, là một cái lợi thế chúng ta đã tới 100 triệu dân, thì cái nhu cầu về phát triển kinh tế là hiện tại và tương lai rất là lớn. Còn quá khứ gần đây chúng ta đã cố gắng đã phát triển rồi, thì cái tác động trong cái vấn đề phát triển kinh tế đó thì thế nào cái giá đất nó luôn song hành với sự phát triển đó. Mà sự phát triển đó thì thưa quý vị á, ngoài quý vị có thấy đó là cứ cứ mỗi lần tăng giá lên rồi lại giảm lại hay là thăng trầm kéo dài để tích lũy một thời gian, thì có lúc xuống giá cấp mấy thì cũng không bao giờ thủng qua cái giá ban đầu trước khi tăng giá, mà thậm chí là luôn luôn nó tích lũy lại cái khoảng 30%. Nói thí dụ nó tăng lên có thể 200%, nhưng mà lúc nó xuống lại đó thì nó xuống lại cỡ chừng 150 50% thôi đó, thì nó vẫn còn cái tích lũy 3 đến 50% cái tích lũy mà cái giá lúc đầu cái đường sinh nó bắt đầu tăng giá đó, thì cái xu hướng tăng giá. Thì quý vị để ý đó, cái điều đó là thật ra điều đó cũng cũng rất là bình thường và hợp lý. Vì sao? Vì đất nước ta đang phát triển, là dân tộc ta đang luôn có cái nhu cầu phát triển về cái thị hiếu của cá nhân mỗi một con người của trong cái dân tộc Việt Nam, rồi đất nước chính phủ chúng ta đều cầu thị hết, đều muốn phát triển hết, thì cái việc tăng bất động sản nó cũng đã đồng hành là dĩ nhiên.
không thể quốc gia nào mà đất nước phát triển đùng đùng và bất động sản nó đi xuống cả, nên nó phải sẽ song hành đi lên đó. Thì cái tích lũy 3 hay là 50 thậm chí 70% mỗi một cái nhu cầu 5-6 năm đó thì là hiển nhiên. Thì đó là điều mà chúng ta đang tự hào, vì chúng ta đang học hành rất là tốt, dân tộc ta đang cầu thị tốt lắm. Thì đó là một cái cơ hội của không những ông David Jason của tổng đốc của Collier, mà là nhiều nhà đầu tư khác, nhiều đất nước khác sẽ vào đầu tư Việt Nam, là một cái cơ hội rất tốt. Giờ chúng ta có cảng biển, chúng ta có sông nước, chúng ta khí hậu rất là phù hợp cho 200 nước trên thế giới. Đó thì đó là những yếu tố rất tốt. Vâng, cảm ơn anh. Thực ra là anh Bảo cũng đã nhấn mạnh cái thông điệp rất quan trọng mà lúc nãy mà anh David cũng có chia sẻ, đó là thật sự thì mặc dù là đại dịch, mặc dù là trầm lắng, nhưng mà thật sự là cũng là một giai đoạn tích lũy. Và nhìn vào dài hạn á, với cái dân số 100 triệu và với cái tiềm năng kinh tế, phát triển kinh tế, thì chắc chắn là thị trường bất động sản ở Việt Nam vẫn sẽ có những cái chu kỳ phát triển, và vẫn đáng là một kênh để chúng ta xem xét. Và những cái giai đoạn tích lũy lúc này là những giai đoạn rất quan trọng. Thì xin hỏi anh một cách cụ thể hơn về thị trường Việt Nam đi. Thì với cái tình hình như vậy thì anh đánh giá thế nào về các sức bật của các phân khúc nếu mà sau đại dịch? Chúng ta đang có một cái kỳ đại dịch rất là gọi là nghiêm trọng, nhưng mà rồi nó sẽ qua đi. Vậy thì cái phân khúc nào anh dự đoán là sẽ phục hồi sớm nhất và có sức bật và có cái đà tăng mạnh nhất, và cái phân khúc nào sẽ hưởng lợi và chiếm ưu thế nhất nhờ tác động, nhờ cái sự tích lũy của giai đoạn đại dịch này mà phục hồi trở lại, thì theo anh là phân khúc nào mà các nhà đầu tư cần phải tập trung? Theo cá nhân tôi á, thì sau dịch chắc chắn là thị trường bất động sản sẽ tăng trưởng tốt. Còn cái đối với chủ đầu tư nào, dự án nào, khu vực nào, đó là cái vị trí đó, thì tăng mạnh hay là tăng vừa vừa hay là tăng ít là nó phụ thuộc vào yếu tố vị trí rất là quan trọng. Thì như quý vị biết thì hiện nay các chủ đầu tư phân khúc có nhiều phân khúc, nhưng đại đa số chủ đầu tư nào mà khi bắt đầu từ thai nghén đến lúc bắt tay xây dựng chính thức thì phải lưu ý những cái chọn cái phân khúc của mình để đối tượng mua hàng là đối tượng nào. Thì hiện nay thật ra quý vị cũng thấy là cái nhu cầu của nhà ở thấp cấp thì rất là lớn, nhưng mà cái vị trí thì quá đẹp, thì làm sao mà để mà bán cho cái nhu cầu ở của bình dân đó. Cho nên là cái bài toán của cái vị trí nó nằm ở chỗ này. Thì theo tôi nghĩ cái sau dịch thì người ta sẽ nghĩ đến cái việc an cư rất là nhiều, tại vì cái dịch bây giờ đó là nó đã khủng khiếp quá rồi đó. Là thì cái việc mà người ta sẽ né đi những cái chỗ mà chật chội hay là kẹt xe hay là cái đô thị không thông minh hay là đô thị đã cũ, mà chờ chỉnh sửa, chờ đầu tư của nhà nước cũng như là của nhà đầu tư á, để mà kết nối vô cái của đầu tư chung của nhà nước á, thì nó sẽ lâu. Thì thường người ta có thể là chọn những cái khu vực mới à, thì khu vực mới nó họ sẽ đầu tư mới thì cơ sở hạ tầng mới, thiết kế xây dựng mới, thì độ bền vững nó 50 năm 60 năm sau, còn cái chỗ cũ thì nó đã cũ kỹ rồi. Thì đó là một trong những dịch chuyển của cái xu hướng sau dịch đó, là những cái khu đô thị mới xa thành phố, xa trung tâm thành phố một chút đó, chứ không người ta sẽ không dồn về cái trung tâm nữa, vì đi đứng để chật chội người ta sẽ sợ lây bệnh, tại vì cái dịch bệnh này làm khủng khiếp quá, nên người ta sẽ còn sợ nhiều năm tới. Nên cái điều đó là chúng ta phải chú ý. Thứ nhất, thứ hai đó là cái vấn đề mà cái dự án phải là thông minh, phải ứng dụng công nghệ 5.0, chuyển đổi số, rồi ứng dụng những cái đường xá, bãi xe, điện nước vân vân, là phải thông minh, phải hài hòa. Đặc biệt nhất là kết nối được các khu dân cư, các khu hành chánh, và trong cái hệ sinh thái bất động sản là phải, chứ những khu vực xung quanh đó nó phải có những cái to lớn mà không thể một chủ đầu tư làm hết được đó, hoặc là chủ đầu tư nào phải cực kỳ có quy mô lớn thì mới làm được. Đó là bất động sản vui chơi giải trí đó, bất động sản nghỉ dưỡng, du lịch, tranh quan cảnh ở gần, hay là những cái khu mà có logistics
để tiện hàng hóa hay là khu công nghiệp để có những cái cung cấp sản phẩm cho cái khu đô thị đó, hoặc là bất động sản về năng lượng để đảm bảo nguồn điện, hay là những bất động sản công nghiệp để cung cấp thức ăn, cung cấp nước uống, hay là thủy sản, hoặc bất động sản thủy sản, thì nó một hệ sinh thái rất là tiện ích như vậy, thì chắc chắn cái nhu cầu chỗ đó sẽ phát triển. Thì tôi đánh giá là, tôi nghĩ là cái phân khúc mà trung bình và khá, thậm chí là cao cấp sẽ rất phát triển sau dịch. Đặc biệt nha, là chúng ta lưu ý là những cái nơi mà có đường thủy, đường thuận lợi tiện đường hàng không, đường bộ chắc chắn có rồi, nhưng mà lưu ý là đường bộ phải đi thông thương dễ, chứ đường bộ mà nút thắt cổ chai thì nó cũng 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 hơi bất tiện. Nhưng mà nó ảnh hưởng đến những cái đường vành đai ba, vành đai bốn, đường cao tốc thì chắc chắn sẽ tăng giá, sẽ rất là tốt. Thì cái phân khúc gốc tôi nghĩ là sau đại dịch đó, thì những người có nhảy vào mua liền á là những người thường là những người có tiền, có thu nhập, hoặc là có tích lũy sẵn tiền đó, trong 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 nhà sẵn, thì đó là phân khúc cao cấp và khá cao cấp, sẽ sau đại dịch người ta mới nghĩ đến cái gì đó. Còn những người mà thu nhập vừa phải, chưa có đủ cái điều kiện lắm, thì sau dịch người ta sẽ lo đến cơm áo gạo tiền, lo đến cái công việc tối thiểu một năm rưỡi sau ta mới nghĩ đến một cái nhà. Bởi vì sau đại dịch là người ta sẽ có thể dùng tiền vô cho cái thị trường bất động sản cấp cấp cao và cấp khá cao. Em cảm ơn Bảo, em sẽ lưu ý chia sẻ này của anh. Và đặc biệt là với cái tâm lý từ một cái giai đoạn chống dịch, thì có lẽ là như anh Bảo vừa nói đó, tập trung vào những cái khu mà có lẽ là cái nhu cầu sống thì giãn cách hơn ha, sẽ giãn cách hơn, và đặc biệt là những cái tiện ích xung quanh phải gần, luôn siêu thị, là luôn những cái khu bán thực phẩm, luôn tiếp cận được thực phẩm càng tiện lợi càng tốt, sau một cái đợt tâm lý như vừa rồi. Cảm ơn anh Bảo rất nhiều. Thì để chia sẻ về góc nhìn này thì chắc chúng ta sẽ đến với một góc nhìn của chủ đầu tư sẽ thiết thực hơn. Thì xin được mời chị Thùy Vi là giám đốc quan hệ đại lý của công ty cổ phần Vinhomes. Thì xin chào chị Vi. Phải nói là Vinhomes là liên tục trong những năm qua là một thương hiệu bất động sản đắt giá nhất Việt Nam và luôn đóng cái vai trò là dẫn dắt thị trường. Vậy thì nhìn từ quan điểm của nhà phát triển bất động sản thì chị đánh giá như thế nào về thị trường bất động sản trong những năm gần đây? Hello Quốc Khánh ha. Vâng, đứng trên quan điểm của nhà phát triển bất động sản, thì chúng tôi đánh giá là trong những năm gần đây á, thì thị trường bất động sản nói chung và thị trường bất động sản nhà ở nói riêng luôn thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư, của khách hàng, và đặc biệt thì ở một số phân khúc á, thì cũng đã có thêm được nhiều cái sự phát triển khá tốt như là phân khúc căn hộ. Thì nhìn lại thị trường vào khoảng cuối năm 2007, đầu năm 2008, thì chúng ta đã từng chứng kiến thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh vào thời điểm đó rơi vào tình trạng sốt giá chưa từng thấy. Giá nhà đất tăng không chỉ là từng giá nhà đất tăng theo từng giờ, chứ không phải là từng ngày hay là từng tháng như trước đó nữa. Tôi còn nhớ lúc đó có một cái dự án ở bên quận 2, đã có những cái người họ xếp hàng qua đêm để mua được những cái suất căn hộ, mà ngay sau đó thì những cái suất căn hộ đó có thể bán lại vài trăm triệu đồng. Thì đó là những cái chuyện đã xảy ra trước đây. Còn bây giờ hiện tại thì tôi thấy là thị trường bất động sản đã phát triển ổn định hơn, không còn tăng nóng vượt kiểm soát nữa. Về phía ngân hàng cũng đã có những cái hoạt động kiểm soát tốt về các hoạt động cho vay, thông tin thị trường thì minh bạch hơn. Về phía nhà nước thì cũng đã có nhiều cái biện pháp để mà kiểm soát cái dòng vốn tín dụng vào bất động sản, cũng như là có nhiều cái chính sách kịp thời để mà tạo điều kiện cho thị trường bất động sản phát triển và tăng trưởng. Thì thêm một cái tín hiệu đáng mừng của thị trường bất động sản, thì tôi đang thấy đó là ngày càng có nhiều, càng xuất hiện nhiều cái nhu cầu mua nhà để ở thật. Và như chúng ta cũng đã thấy là với dân số cơ học của thành phố Hồ Chí Minh ở mức hiện tại là 13 triệu dân và cả nước là 100 triệu dân, thì chúng ta nhìn thấy đây là một cái thị trường rất là tiềm năng với một lượng lớn nhu cầu khách hàng mua nhà để ở. Và chúng ta có thể nói nhu cầu mua nhà để ở
ngày càng trở thành một cái nhu cầu thiết yếu. Ngoài ra thì thị trường cũng đã ghi nhận là về cái nhu cầu mua nhà thì nó cũng đã thể hiện rõ là nhu cầu mua nhà ở phân khúc nào là đang chiếm cái lợi thế. Thì chúng ta thấy là đa số khách hàng thì cũng rất là mong muốn được ở trong chung cư, và đó cũng là một cái xu hướng trong những năm gần đây. Thì theo tôi đánh giá thì căn hộ chung cư có những cái lợi thế, ví dụ như là về cơ sở hạ tầng thì đồng bộ, tiện ích, tiện nghi, dịch vụ, ví dụ như là siêu thị, nhà hàng, công viên cây xanh, trường học, bệnh viện, an ninh bảo vệ. Thì tất cả những cái yếu tố đó nó đã góp phần để mà tạo nên cái điểm, những cái thế mạnh của căn hộ chung cư và làm cho cái thị trường căn hộ chung cư thì nó phát triển bền vững. Ngoài ra thì tôi cũng nghĩ là trong ngắn hạn thì thị trường bất động sản sẽ gặp một vài những cái khó khăn nhất định, như là việc đi lại mua bán nó cũng sẽ khó khăn, bị vướng bởi vì giãn cách xã hội. Tuy nhiên nhìn về trung và dài hạn thì thị trường bất động sản vẫn sẽ là một cái kênh đầu tư hấp dẫn trong thời gian tới. Dạ, cảm ơn chị Vi. Vậy thì là cụ thể với Vinhome thì định hướng của mình về các dự án cũng như là các sản phẩm trong thời gian tới sẽ như thế nào hả chị? Vâng, để mà chia sẻ về kế hoạch về các sản phẩm, các dự án mới của Vinhome thì tôi cũng xin chia sẻ là trong năm nay thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục mở bán các sản phẩm mới, các dự án mới, phân khu mới tại đại đô thị Vinhome Grand Park ở quận 9 thành phố Thủ Đức. Thì hiện tại thì do giãn cách xã hội nên cái việc mà thi công thì tất cả các dự án bất động sản là phải dừng lại. Thì chúng tôi cũng đang chờ để được thi công trở lại để tiếp tục bàn giao những căn hộ cho khách hàng. Thì trong những năm tiếp theo thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phát triển những cái khu đô thị đẳng cấp. Thì trước giờ Vinhome thì cũng đã phát triển rất là nhiều dự án và chúng tôi luôn muốn tạo ra một cái hệ sinh thái ăn ở tiêu dùng cho cư dân Vinhome tốt nhất, và đó là một cái lợi thế cạnh tranh tuyệt đối. Rõ ràng là giá nhà Vinhome thì so với các khu dân cư bên cạnh là cao, nhưng mà khách hàng vẫn chọn Vinhome. Về các hoạt động bán hàng thì tôi cũng xin chia sẻ là hiện tại thì mặc dù là do dịch bệnh rồi cũng có giãn cách xã hội, tuy nhiên thì 62 đại lý chính thức của chúng tôi vẫn triển khai các hoạt động mà bán hàng, tư vấn hoặc là mở bán online. Thì tôi nghĩ là cái thời điểm này là một cái thời điểm, là một cái cơ hội rất là tốt cho những cái người mua để ở và đầu tư dài hạn. Trong nguy có cơ thì đây chính là cái cơ hội. Đối với những cái dự án mà chúng tôi đang phát triển như là dự án Vinhome Grand Park ở quận 9 thì chúng tôi cũng đã linh hoạt thay đổi để mà đưa ra những cái chính sách phù hợp hơn đối với khách hàng, tạo điều kiện lợi ích tối đa cho khách hàng. Và chúng tôi thì luôn mong muốn là để có thể những cái khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam. Dạ, cảm ơn chị vì những cái kế hoạch sắp tới, hy vọng sẽ mang lại nhiều sự lựa chọn ưng ý cho các nhà đầu tư tại Việt Nam. Và nhân đây thì chúng tôi cũng xin được phép giao lưu với một nhà đầu tư cá nhân và cũng là một nhân vật rất nổi tiếng, xin được giao lưu với nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Được biết là anh Đỗ Mạnh Cường cũng rất là mắc tay và rất là có duyên với bất động sản, và anh đã đầu tư rất nhiều bất động sản khác nhau. Đặc biệt là thông qua trang cá nhân Facebook của anh thì tôi được biết là anh cũng đã vừa tạo cho mình một sản phẩm rất là ưng ý ở đại đô thị Vinhomes Grand Park, một đại đô thị phải nói là sở hữu vị trí rất là đắc địa ở trung tâm thành phố Thủ Đức, với những cái tiện ích cho cư dân. Đặc biệt là mảng xanh rộng lớn gồm công viên ven sông 36 hectare quy mô hàng đầu Đông Nam Á, bãi cát trắng trải dài gần 2 km được vận chuyển trực tiếp từ Nha Trang, và là một môi trường vô cùng lý tưởng cho xu hướng sống xanh cân bằng hiện nay. Và anh cũng đang rất là nóng lòng muốn chuyển tới sống tại đại đô thị này. Thì xin được phép hỏi anh là với kinh nghiệm và những thành công trong đầu tư bất động sản của mình thì anh đánh giá như thế nào? Ở góc độ là một nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam thì anh đánh giá thế nào về cơ hội đầu tư bất động sản trong thời điểm hiện nay ạ? Mời anh Cường.
Xin chào MC Quốc Khánh và xin chào mọi người. Thực ra thì đối với tôi á, thì cái thời điểm hiện tại thì đương nhiên nó là một cái thời điểm khó khăn chung của toàn giới cũng như rằng là mọi người. Thế nhưng mà đương nhiên rằng là đương nhiên trong cái khó khăn á, thì mình lại luôn nhìn thấy những cái cơ hội để mình đầu tư. Cá nhân tôi thấy rằng cái thời điểm hiện tại thì có rất là nhiều cơ hội để đầu tư tốt. Ví dụ như rằng thời điểm hiện tại nếu mọi người có rất là nhiều cái nhà mà đầu tư mà lướt sóng này, hay là một số cá nhân hay tổ chức mà bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, thì họ sẽ bán những cái sản phẩm đó với những cái giá mà rất là tốt. Thế nên là bản thân nếu mà chúng ta muốn đầu tư dài hạn thì cái thời điểm hiện tại nếu mà chúng ta mua thì nó đã lời ngay lập tức rồi. Hay là cá nhân tôi thấy rằng là những chủ đầu tư thì họ sẽ vào những cái thời điểm hiện tại này, thì họ sẽ luôn đưa ra những cái chính sách và những cái rất là tốt cho khách hàng. Ví dụ như là Vin thì đang đưa ra cái chính sách rằng là 3-0, là không có phải cần vốn đầu tư nào, rồi không có không cần phải gọi bị áp lực về tài chính, hay là không phải chờ đợi, nghĩa là mua nhà thì có thể vào ngay lập tức. Thì chính những cái chính sách này nó sẽ, mà tôi nghĩ rằng là đây là những cái chính sách mà xưa nay Vin chưa bao giờ từng có. Bản thân tôi đã đầu tư Vin rất là nhiều rồi. Thế nên rằng là cái chính sách này bản thân tôi thấy nó quá là hấp dẫn, và tôi tin chắc rằng chỉ có trong cái thời điểm hiện tại thì mới có những cái chính sách mà hấp dẫn như vậy. Đó, chính vì vậy mà nếu cái thời điểm này mà chúng ta có những cái dòng tiền nhàn rỗi, hay là chúng ta có cái nguồn vốn gọi là ổn định ấy, thì nếu mà đầu tư vào thời điểm hiện tại, tôi tin chắc chắn rằng là chúng ta không bao giờ mà gọi là bị thất bại đâu. Bởi vì cá nhân tôi đầu tư Vin rất là nhiều, thế nên rằng là Vin thì luôn luôn tăng trưởng, không bao giờ bị lỗ, mua là chắc chắn là sẽ có lời. Và nếu mà mua vào cái thời điểm hiện tại thì cái khả năng mà lời trong tương lai sẽ còn cao hơn, bởi vì chúng ta được rất là nhiều những cái sự hỗ trợ, hay là rất là nhiều những cái cơ hội mà như tôi đã vừa mới nói. Và bản thân như vậy, mặc dù là tôi đã đầu tư Vin rồi, thế nhưng mà với những chính sách này thì tôi cảm thấy quá hấp dẫn, và tôi lại đang suy nghĩ rằng là mình có nên đầu tư tiếp hay không. Và tôi chỉ cần đợi hết đợt thời gian này thôi là chắc là tôi sẽ phải đầu tư tiếp một số căn hộ mà với cái giá mà rất là hấp dẫn hiện tại. Dạ, anh có nghĩ là hiện nay là anh đầu tư vào đại đô thị Vinhome Grand Park, anh có nghĩ là cái phân khúc mà đại đô thị như kiểu như thế là sẽ trở thành một cái xu hướng trong tương lai đối với người Việt Nam hay không? Và từ kinh nghiệm của anh thì ví dụ như việc mình lựa chọn chủ đầu tư thì mình thường sẽ nhìn vào những cái yếu tố như thế nào? Mặc dù Vin là một cái tên tuổi rất là uy tín rồi, nhưng mà nếu mà xét bệnh viện chung á, gọi là chia sẻ cho các nhà đầu tư cá nhân khác mà chưa bao giờ đầu tư hoặc là đang tìm kiếm những chủ đầu tư á, thì là mình sẽ có những cái đúc kết gì từ việc lựa chọn của mình? Cá nhân tôi thấy rằng là tôi tin chắc chắn rằng là cái xu hướng mà ở những cái đại đô thị giống như Vinhome Grand Park là một cái xu hướng mà chắc chắn sắp tới mọi người sẽ theo thôi. Bởi vì mọi người cứ tưởng tượng là những cái đô thị như vậy á là rất là tiện ích, có đầy đủ mọi tiện ích tiện nghi cho mọi người, rồi là không gian sống xanh sạch đẹp, rồi là công viên thì rất là lớn này, rồi ở gần sông nào, rồi mọi thứ thì nói chung là có trường học, bệnh viện, rồi mọi thứ nó đều có cho cái tiện ích của cuộc sống của mình á. Mà tôi nghĩ rằng là sau đại dịch Covid, giống như lúc nãy anh Bảo cũng đã chia sẻ, là cái nhu cầu đó tôi tin chắc nó sẽ càng ngày càng tăng hơn, bởi vì khi mà mình sống như vậy trong một cái môi trường như vậy thì nó sẽ giảm được bớt những cái vấn đề mà về dịch bệnh, hay là nó sẽ giúp cho mình tăng sức khỏe của mình sẽ được tốt hơn. Cá nhân tôi thấy là như vậy. Còn cái câu hỏi của anh Khánh về cái việc mà đầu tư đúng không? Cá nhân khi mà tôi đầu tư vào một cái dự án bất động sản thì tôi sẽ phải nhìn vào chủ đầu tư trước, bởi vì tôi rất là cái sự uy tín của chủ đầu tư nó là cái niềm tin cho những khách hàng như chúng tôi. Bởi vì
Mình nhìn vào những cái sản phẩm mà họ đã làm, mình nhìn vào những cái gì mà họ đã làm cho bất động sản, hay là nhìn những cái đô thị mà họ đã làm, hay là mình nhìn vào cái sự tăng trưởng của những cái đô thị đó, thì mình sẽ thấy được cái sự uy tín của cái chủ đầu tư đó ra sao. Và cá nhân khi mà tôi đầu tư vào Vin á, thì cái mà tôi cực kỳ mà thích á, đó chính là cái sự yên tâm về 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 mặt hành chính giấy tờ. Ví dụ như là khi mà một khách hàng mà họ mua thì họ luôn quan tâm đến cái việc vấn đề mà sổ đỏ, rồi là giấy phép có nghĩa là nhà chủ đầu tư họ sẽ chủ đầu tư họ sẽ trả cái sổ đỏ có tác hay không, đúng không? Thế nên rằng là, và đó là cái điều mà Vin luôn uy tín. Khi mà tôi Vin nói là khi nào mà có sổ đỏ là có sổ đỏ, khi nào mà thời gian giao nhà như thế nào là chính xác, như vậy Vin luôn chính xác trong cái thời gian. Thế nên rằng là đó là cái vấn đề về mặt uy tín. Thế còn cái vấn đề mà về mặt mà giống như là lợi nhuận á, thì tôi nghĩ rằng là ai đầu tư Vin thì cũng đều thấy rằng là đầu tư Vin luôn lợi nhuận, không ít thì nhiều. Thế nên rằng là mình cứ đầu tư vào bất động sản thì không bao giờ mà thiệt thòi ấy. Đó, và đó chính là lý do mà vì sao mà tôi thấy cái đầu tư mà vào Vin á, luôn an toàn và luôn mang lại cho mình cái tâm lý rằng là không có bị áp lực, hay là không có bị mà stress, bởi vì cái sự an toàn cũng như là uy tín của Vin. Dạ. Cảm ơn anh Cường rất nhiều ạ. Và những chia sẻ vừa rồi ở góc độ nhà đầu tư cá nhân thì tôi nghĩ cũng sẽ rất là đáng tham khảo dành cho các nhà đầu tư khác. Và lúc nãy giờ thì chúng ta đã có phần chia sẻ từ một chuyên gia bất động sản quốc tế, một chuyên gia bất động sản trong nước, đại diện chủ đầu tư và đại diện của một nhà đầu tư cá nhân. Bây giờ sẽ là một thông tin mà tôi nghĩ cũng sẽ rất là bổ ích dành cho các anh chị làm sales trong lĩnh vực bất động sản. Xin được mời chị Lê Thị Thanh Hằng, Tổng giám đốc của công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản Việt Nam Group, là đại lý chính thức và là đại lý chiến lược phụ trách thị trường Nhật Bản của Vinhomes. Chị Hằng ơi, và được biết chị là người điều hành một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và là phải coi là một cánh tay nối dài của các chủ đầu tư để mà đưa sản phẩm của chủ đầu tư đến với các nhà đầu tư. Thì theo chị nhận định hiện nay thì đại dịch Covid-19 đã tác động như thế nào đến thị trường bất động sản nói chung, và đến những cái nhân viên bán hàng bất động sản nói riêng, và tình hình mình sẽ phải đối mặt với lại những cái thử thách này như thế nào? Xin mời chị Hằng. Xin chào Quốc Khánh và quý vị diễn giả. Xin kính chào toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên, Thanh Hằng xin chúc quý vị khán giả cùng gia đình mạnh khỏe và bình an. Thì như chúng ta đã biết, trong thời gian hơn một năm rưỡi qua thì đại dịch Covid đã hoành hành trên thế giới và gây những cái tác động rất là sâu sắc đến nền kinh tế toàn cầu. Có những cái ngành bị ảnh hưởng rất là nặng nề như là hàng không, du lịch, khách sạn, nhà hàng. Ngược lại thì cũng có nhiều ngành lại được hưởng lợi từ đại dịch Covid, ví dụ như là dược phẩm, y tế, mua bán trực tuyến hoặc là công nghệ. Trong vòng xoáy đó thì bất động sản cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, xét về mức độ thì bất động sản bị ảnh hưởng hai chiều, vừa tiêu cực và vừa tích cực. Bất động sản bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid, chúng ta có thể xét trên hai đối tượng tham gia chính trên thị trường bất động sản, đó là người mua và người bán. Thì đối với người mua, khi mà đại dịch xảy ra, các chính phủ trên thế giới đều thực hiện cách ly, phong tỏa, hạn chế sự đi lại của người dân, thì khách hàng khó tiếp cận các cái dự án, khó đến nơi để mà kiểm tra, xác minh về cái bất động sản mà mình muốn mua. Đồng thời, đại dịch ảnh hưởng mạnh đến những cái ngành như là hàng không, du lịch, nhà hàng, khách sạn, thì cũng ảnh hưởng dây chuyền đến thu nhập của một cái đại bộ phận lớn nhà đầu tư hoạt động trong các cái lĩnh vực này, mà đặc biệt ở những cái đại đô thị của Việt Nam như là Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, thì cái lực lượng kinh doanh tự do trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng và quán ăn gia đình là rất lớn. Song song với đó thì đại dịch cũng khiến cho đa số người dân có tâm lý rất là bất định,
và người ta thường có tâm lý là sẽ giữ tiền mặt để phòng ngừa những cái bất trắc cho bản thân mình cũng như là gia đình. Thì chính ba yếu tố đó làm cho cái lượng giao dịch bất động sản giảm xuống. Ví dụ ở thành phố Hồ Chí Minh thì trong quý 2 năm 2021 lượng giao dịch chỉ đạt khoảng hơn 3.000, bằng khoảng 87% so với quý 1. Đối với chủ đầu tư thì rõ ràng chúng ta thấy rằng người bán trên thị trường là chủ đầu tư cũng bị ảnh hưởng rất là nặng nề bởi đại dịch. Đầu tiên thì đại dịch ảnh hưởng đến cái kế hoạch bán hàng, kế hoạch mở bán của các chủ đầu tư. Thì từ đầu năm đến nay, từ trong Nam ra ngoài Bắc, chúng ta thấy cái số lượng dự án được mở bán rất là hạn chế. Có một số chủ đầu tư mạnh thì có thể đầu tư cái hệ thống bán hàng online, mở bán online. Tuy nhiên, cái số lượng vẫn còn rất là khiêm tốn. Thêm vào đó thì việc giãn cách xã hội, cách ly cũng ảnh hưởng đến cái tiến độ thực hiện thủ tục pháp lý cũng như là tiến độ xây dựng của các chủ đầu tư. Thì chính ba yếu tố này lại ảnh hưởng đến gây áp lực lên cái dòng tiền đối với các chủ đầu tư. Từ góc độ ngược lại thì bất động sản cũng được hưởng lợi từ đại dịch Covid-19. Đầu tiên, khi người ta ở trong cái tâm lý bất định thì người ta thường có xu hướng là ngoài cái khoản tiền mà mình để dành để phòng ngừa bất trắc thì cái khoản đầu tư người ta sẽ chọn bất động sản như là một cái kênh trú tài sản của mình. Bên cạnh đó, khi đại dịch xảy ra thì các chính phủ trên thế giới đều có cái xu hướng là bội chi ngân sách cho cái hoạt động chống dịch, cho hoạt động hỗ trợ người dân. Chính vì vậy nên là kéo theo cái nợ công sẽ tăng cao, cộng với cái xu thế gần đây trên thế giới đang hình thành một cái manh nha, hình thành một cái hệ thống tiền tệ điện tử đối trọng lại với cái hệ thống tiền tệ mà lấy đô la làm bản vị hiện nay. Thì chính hai cái yếu tố này, tức là yếu tố nợ công tăng cao và yếu tố manh nha hình thành cái hệ thống tiền tệ điện tử, đã khiến cho các nhà đầu tư có xu thế là sẽ lựa chọn bất động sản làm cái tài sản để bảo toàn nguồn vốn của mình. Hơn nữa, khi mà đại dịch Covid xảy ra thì cái chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, và trong cái tình thế là Mỹ và Trung Quốc leo thang về căng thẳng chiến tranh thương mại thì Việt Nam mình lại nổi lên như là một cái lựa chọn lý tưởng. Chính nhờ đó mà bất động sản công nghiệp và hậu cần của Việt Nam cũng được hưởng lợi rất nhiều. Thì chính những cái yếu tố mà tôi vừa phân tích ở trên, nên là mặc dù đợt dịch thứ tư đã bùng phát vào khoảng cuối tháng 4 và đang diễn biến rất là phức tạp, tuy nhiên các cái chỉ số bất động sản thì lại có tín hiệu rất là khả quan. Ví dụ giá căn hộ ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều tăng tương ứng là 7 và 10% trong quý 2 năm 2021 so với quý 1. Hoặc là cái đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam vào bất động sản đã đạt con số là 1,15 tỷ đô, tăng mạnh so với năm 2020. Có một điều rất là thú vị, đó là tổng vốn đầu tư FDI vào Việt Nam thì chỉ đạt 97% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng riêng lĩnh vực bất động sản thì lại tăng và đứng thứ ba trong cái danh sách các cái ngành mà thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Thì chính những cái con số này cho thấy rằng bất động sản là một cái kênh đầu tư hấp dẫn đối với cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư quốc tế. Và như lúc nãy chúng ta thấy là anh David và anh Bảo cũng đã có chia sẻ, tức là ở Mỹ, ở Canada hay là ở châu Âu, châu Á thì năm 2020 bất động sản đã tăng giá từ khoảng 10 đến 20-30%. Thì đây là minh chứng cho cái điều là nhà đầu tư đang chọn bất động sản để làm kênh bảo toàn nguồn vốn của mình. Đối với anh chị em sale bất động sản thì cũng nằm trong cái vòng xoáy bị ảnh hưởng chung của ngành, và có một số anh chị em thực tế là đã không trụ được với ngành và đã chuyển sang làm những cái công việc khác, ví dụ như là bán hàng online về thực phẩm, về nông sản, vân vân. Tuy nhiên, như tôi đã phân tích ở trên thì bất động sản vừa được hưởng lợi từ đại dịch vừa bị ảnh hưởng. Chính vậy nên là tôi mong rằng anh chị em sale cũng nên có cái nhìn sáng suốt, có thái độ tích cực và kiên tâm với nghề. Tranh thủ để mà mài dũa những cái kỹ năng ở trong cái giai đoạn này để có thể gia tăng cái thu nhập của mình trong thời gian sắp tới, đón bắt những cái cơ hội cho mình. Cảm ơn chị, đặc biệt là kỹ năng bán hàng online đúng không chị?
sales online trong cái thời điểm giãn cách. Thì đúng như chị cũng vừa nói đó, thì nãy giờ mình cũng đã nhấn mạnh rất nhiều cái thông điệp, đó là cái chuyện là những cái thời điểm khó khăn ảnh hưởng bởi đại dịch như thế này là cái thời điểm mà nhiều nhà đầu tư đang tích lũy và để đón đầu một cái sự bùng nổ sau dịch. Thì ở góc độ là các chủ đầu tư cũng như là đơn vị giúp kết nối chủ đầu tư với lại các nhà đầu tư đó, các người mua hàng đó, thì chị thấy là các chính sách bán hàng cũng như là chính sách ưu đãi của chủ đầu tư trong dịp này thì nó sẽ có những cái điểm nổi bật gì, và liệu cần thêm những chính sách gì để mà có thể gọi là kích thích, coi như là thúc đẩy các nhà đầu tư cá nhân tham gia vào giao dịch ở thời điểm này, từ những chính sách ưu đãi đặc biệt trong thời dịch chẳng hạn. Thì như chúng ta cũng đã thấy là trong cái thời điểm mà đợt sóng thứ tư đang diễn biến phức tạp ở Việt Nam, cũng trùng với tháng Ngâu, là một cái tháng mà thường người Việt Nam mình hay có tâm lý là e ngại đầu tư, thì nhiều chủ đầu tư đã tung ra những cái chính sách bán hàng rất là hấp dẫn, rất là ưu việt và có nhiều ưu đãi cho khách hàng. Hầu hết những cái chính sách này thì đều trên tinh thần là win-win cho những cái đối tượng tham gia vào thị trường bất động sản, gồm có chủ đầu tư, khách hàng, những cái đại lý phân phối và anh chị em sale bán hàng. Thì với những cái chính sách này, khách hàng thường nhận được những cái hỗ trợ rất là thiết thực về hỗ trợ lãi suất, về những cái gói bao vay 100%, hoặc là về miễn phí quản lý trong một cái khoảng thời gian nhất định 3 năm hoặc là 5 năm, hoặc là khách hàng có thể nhận được những cái gói hỗ trợ trực tiếp bằng hiện vật hoặc là hiện kim, ví dụ như là vàng, vân vân. Thì như lúc nãy anh Đỗ Mạnh Cường cũng có chia sẻ về cái chính sách 3.0 của Vinhome, đó chính là cái chính sách Vinhome Priority. Thì khách hàng cũng có thể tham khảo thêm cái chính sách này để sở hữu cho mình một cái bất động sản mà không phải bỏ ra một cái đồng vốn nào cả. Những cái chính sách mà tôi vừa nêu thì rõ ràng là rất là thiết thực, rất là ưu đãi dành cho khách hàng. Tuy nhiên trong cái mùa dịch như thế này, việc đi lại của khách hàng bị hạn chế, thì để tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng mạnh dạn đầu tư, thì tôi nghĩ rằng các chủ đầu tư nên bổ sung thêm những cái chính sách như sau. Thứ nhất là chủ đầu tư nên có những cái chính sách hỗ trợ thiết thực về mặt tài chính. Ví dụ như chủ đầu tư có thể gia hạn thêm cái thời gian của các cái gói hỗ trợ lãi suất, hoặc là gia hạn thêm cái tiến độ thanh toán. Tôi lấy ví dụ một cái gói hỗ trợ lãi suất có thời gian là 18 tháng và đáo hạn vào khoảng tháng 11 năm nay. Tuy nhiên thời gian vừa rồi thì khách hàng đã mất khoảng từ 3 đến 4 tháng không làm gì được do giãn cách xã hội, do cách ly. Vậy thì chủ đầu tư nên cân nhắc để cộng thêm cái thời gian này vào, để cái thời hạn đáo hạn của cái gói hỗ trợ lãi suất này nó có thể kéo dài ra khoảng quý 1 năm sau, khi mà dịch bệnh có thể là được kiểm soát tốt hơn, thì như thế sẽ dễ thở hơn cho khách hàng. Bên cạnh đó thì các chủ đầu tư cũng nên nhanh chóng online hóa, áp dụng những cái công nghệ mới vào cái hoạt động kinh doanh bất động sản của mình. Ví dụ như chủ đầu tư nên áp dụng cái công nghệ thực tế ảo để khách hàng có thể vừa ở nhà nhưng mà cũng có thể xem được dự án, có thể xem được tiềm ích dự án như thế nào, cũng có thể xem được tiến độ xây dựng đang ra làm sao, hoặc là có thể xem được view hướng của cái bất động sản mà mình muốn mua. Như thế thì khách hàng sẽ yên tâm và mạnh dạn đặt cọc mua hơn. Bên cạnh đó thì cũng nên đưa vào các cái thủ tục online để khách hàng có thể vừa ngồi nhà vừa có thể thực hiện các cái thủ tục ký tá của mình rất là thuận lợi mà không phải đi lại nhiều. Cảm ơn chị. Đúng là đôi khi đại dịch nó giúp mình có điều kiện, có cơ hội tốt hơn để mà cải thiện một số cái năng lực, một cái số kỹ năng ha, mà trước đây có lẽ là mình chưa có dịp. Thì tôi tin rằng là những lúc như thế này là những lúc mà sẽ tạo thêm động lực cho các anh chị em sales để có thể tìm ra thêm được những giải pháp mới để tiếp cận khách hàng. Và chắc chắn là với những cái ưu đãi như vậy thì các nhà đầu tư cá nhân sẽ có thêm những cái nguồn tin tham khảo, có thêm những cái động lực hơn để tham gia vào thị trường lúc này nhằm tích lũy cho cái giai đoạn bùng nổ. Một lần nữa rất là cảm ơn chị Hằng rất nhiều. Và chúng tôi cũng xin được phép được chuyển sang phần 2 của chương trình ngày hôm nay.
Vừa rồi thì mọi người cũng đã nghe chia sẻ của các vị diễn giả, một góc nhìn của nhà đầu tư quốc tế, của một chuyên gia bất động sản trong nước, của một nhà đầu tư cá nhân, đại diện của chủ đầu tư và đại diện của bên bộ phận bán hàng. Vâng, và trước khi đến với phần 2 của chương trình thì chúng tôi cũng có một những cái phần quà nho nhỏ dành cho quý vị khán giả đang xem trực tuyến chương trình này. Đó là quý vị có thể là comment tên họ đầy đủ vào trong cái livestream gốc, sau đó là share lại link chương trình này và kêu gọi tối thiểu 15 like để mà nhận được những phần quà hấp dẫn. Đó là 10 thẻ VinID gift card, mỗi thẻ có giá trị là 2 triệu đồng dành cho 10 người may mắn nhất trong thời gian đến hết ngày 3 tháng 9 2021. Vâng, xin chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với phần tiếp theo của chương trình giao lưu trực tuyến đầu tư mùa dịch ngày hôm nay. Thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều câu hỏi của quý vị khán giả. Một cái câu phổ biến nhất mà nãy giờ mọi người cũng hỏi rất nhiều là cũng đi thẳng vào vấn đề và cũng nhấn mạnh lại rất nhiều. Mong các chuyên gia sẽ giải đáp và gọi là có một cái tóm gọn cụ thể để mọi người có thể lưu ý. Đó là việc là có nên tham gia vào thị trường lúc này hay không, và có nên tham gia hay là đợi, và nếu tham gia vào thị trường lúc này thì cụ thể sẽ chọn phân khúc nào. Thì câu hỏi này sẽ dành chung cho các đại diện diễn giả ở đây, đó là anh David Jackson, anh Nguyễn Quốc Bảo và nhà thiết kế, nhà đầu tư cá nhân Đỗ Mạnh Cường. So David, we have a very important question from the audience. So should I wait or should I get in the market right now? And if I get in the market right now, what are some of the specific sectors that I should focus on from your perspective? Yeah, sure. Great question. Yeah. Well, you know, Vietnam is changing and adapting every day. People are looking at negative aspects of COVID and it's changed how people communicate. People working online and from home, meaning that you have access to more information on developments. As Chi Huang mentioned, social distancing has helped developers in growing how they sell products online and moving into technology like phones. And you mentioned earlier on with VinID, that gives you shopping discounts, but also you can sell your house online. So technology is making people aware of products and investments a lot better. And brokers, they need to embrace this as well, doing live stream events, and looking at those kind of things. Investment should never be an emotional decision. When you have a look at new developments that are coming on, you want to make sure that they are good in the long term. You can see this in a lot of products now, in Vingroup coming to the market where they have lots of lakes and lifestyle environments to improve people's lives, investing in that. And I guess in terms of foreign money and investors here, as the economy speeds up, people will look to increasing their cash reserves and overseas money that hasn't had the ability to come into Vietnam in the last couple of years. They'll need to find opportunities here. And I guess in businesses, real estate markets, that were maybe not as sexy as before, will become growth areas. People look for opportunities where you can maximize the return on investment. You can see this in the industrial sector at the moment with the amount of interest in logistics, and because the legal changes, laws in data, you can see it in the growth of data centers that will be happening. And you can see it in Vietnam. Vietnam's investing a lot in roads and transport and infrastructure, and this will open up other areas, which will mean the investment will be better suited in there and people can make increases in profit. So, in conclusion, looking for opportunities in markets that are going to grow, and the way you can find these, such as in the industrial sector or looking at new products that are coming to the market, or increasing roads that are going to access and open up these areas as urbanization occurred. Looking for something where you can find good return on investments that maybe the opportunity is growth because of changes in law or infrastructure, growth, things like that. In essence, I think in Vietnam, it's a great time to invest.
There is opportunities everywhere. Should you invest now or later? It depends on your money, if you've got your money and your risk profile with that, of course. But you know, I think with good consulting advice, the future is great. And so it's smart investors looking for a long-term return on their money. Yeah, if you take the risk right now, you might get good return later. If you take the risk right now and take a look at the market and find some good opportunities, I'm just curious, what do you think about the like residential area, like Vinhome Grand Park, like the whole residential area with a lot of utility around like that? Would that be a trend in Vietnam? Yeah, as I mentioned, you know, people want urban living and infrastructure, but they want all the ecosystem around it nowadays. They want the lake, they want the golf course, they want all the different facilities to go along with it. And as I mentioned, as the roads open up Vietnam and access becomes quicker into the urban areas, these are going to be where people want to live and raise their children. You know, so investing, I guess, you can invest to just get the money, or you can invest because you want to have a good lifestyle and environment there. So it's looking at why you want to invest, and Big Group's doing a fantastic job with this. Yeah, so opening up and changing people the way they live. All right, thank you. I appreciate it. Thank you. Xin được hỏi anh Bảo ạ. Dạ. Tóm lại là bây giờ là hai câu thôi. Chốt lại là nếu là anh là nhà đầu tư cá nhân thì lúc này có nên tham gia thị trường hay không, hay là đợi một chút, và nếu tham gia vào thì phân khúc nào, nếu là anh là nhà đầu tư cá nhân lúc này mà có điều kiện để đưa ra quyết định đầu tư và muốn cân nhắc xem là có nên tham gia hay là đợi, thì anh sẽ làm như thế nào? Cái này thì cá nhân tôi gửi lời khuyên nha, tại vì bản thân tôi cũng là nhà đầu tư, tôi cũng có dự án riêng. Thì theo tôi nghĩ là nhà đầu tư như hồi nãy mà nhóm hai người mà tôi có chia sẻ đó, một là mua ở lâu dài, hai là mua để đầu tư thứ cấp á, để mà bán lại đó. Thì thời điểm này thực ra là chúng ta nhìn vào cái thực tế thì không có công chứng, không mua bán, không đi lại được, thì làm sao chúng ta mua bán được? Nên chúng ta có thể là trao đổi online. Giống như nãy ý của chị Hằng nói, tôi thấy khá hay đó. Đó là nhà đầu tư nên phải có những cái chính sách như là giãn nợ, trả chậm, thanh toán chậm, rồi vay ngân hàng, rồi có những cái giao diện online đó, để cho người ta coi những cái mô hình mà gần như thấy sát với lại giống như là đi đến nơi đó, ví dụ như là 3D, 4D, 5D hay là AI gì đó, để cho người dùng đó, người ta thích, người ta xem, người ta hiểu luôn. Thì theo tôi thấy bây giờ có thể đàm phán online trước, thì nhà đầu tư nên chọn cái nhà đầu tư chất lượng uy tín. Thì nãy tôi có chia sẻ là vị trí location đó, thì chọn cái vị trí nào mà chủ đầu tư đó là một đô thị thông minh ở quy mô lớn, để mà kết nối với lại hạ tầng của nhà nước, thì các khu dân cư xung quanh hoặc các đất xung quanh có sẵn trong hệ sinh thái của cảng, thì cái đó là điều chọn lựa thứ nhất. Thứ hai là đàm phán về cái thanh toán sao cho nó hiệu quả, giống như chị Hằng đã có chia sẻ rồi. Kế đến là quý vị cũng lưu ý là trong bất động sản thì chúng ta nên lưu ý là nếu chọn một cái bất động sản mua mà ngân hàng đồng hành là cho vay, là một cái lợi thế rất tốt để cho quý vị đỡ cực khổ cho dính đến những cái bất động sản mà pháp lý chưa hoàn chỉnh, hoặc thậm chí là pháp lý này cũng chắc có xu hướng lừa đảo đó. Thì nếu ngân hàng họ cho vay, chắc chắn là họ đã điều tra pháp lý hai chúng ta rồi, hai cái nhà đầu tư rồi, thì nên mua ở những cái bất động sản cho vay 20 năm hoặc thậm chí là 50 năm, thì nhà đầu tư là rất lợi thế. Thì bây giờ nên đàm phán từ bây giờ ở cái cạnh online, hoặc cái cạnh là sau dịch chúng tôi sẽ ký hợp đồng, nhưng mà phải cam kết là những cái lợi thế ABCD đó. Thì quý vị nên nhớ là bất động sản nó khác với những sản phẩm khác, nó chỉ có một căn duy nhất thôi. Nếu ta sở hữu là chúng ta chiếm hữu nó, căn nhà số 79 ở con đường đó, là con đường đó, ở quận đó, huyện đó, xã phường đó, là ở tại nơi đó thôi, không thể có hai căn 79 được, hai vị trí được. Ở hướng đông hướng tây thì có thể gần gần xem nhau, nhưng mà ngay vị trí một chỗ thì chỉ một căn,
thì chúng ta đã có lợi thế là chọn ngay từ bây giờ để chúng ta có được cái hướng đông tây nam bắc theo ý chúng ta, và vị trí thuận lợi theo ý chúng ta thích, gần chỗ con chúng cái học hành hay là gần nơi làm việc vân vân, thì nên chọn từ bây giờ dẫn được. Tại vì bây giờ cái khó khăn đó thì là cái lúc chúng ta nên đầu tư để lúc mà cao trào sau dịch nó lên rồi á, thì chúng ta mới vào á, thì thì cũng là một cái lưu ý. Chỉ như còn cái nghệ thuật đàm phán của nhà đầu tư cá nhân chọn lựa như thế nào thì nhà đầu tư cá nhân. Còn về cái vị trí á, thì tôi nghĩ là như tôi cũng chia sẻ rồi đó, tôi nhắc lại sâu hơn đó là về chi tiết hơn, đó là vị trí nên gần sông, nên gần đường cao tốc, kết nối được vành đai 3, kết nối được vành đai 4, đi sân bay cũng thuận lợi. Tại vì quý vị nên nhớ là tương lai á, chúng ta sẽ là bay rất nhiều, thậm chí là cái vị trí ở rồi mà Việt Nam ta nói an cư lạc nghiệp mà, thì con quý vị nó đã ở được một chỗ chung với cha mẹ nó, thì trước khi nó lấy vợ lấy chồng để nó có con cái thì nó chưa ra đi thì ở chung quý vị, thì tối thiểu 6-7 năm ở chung thì nó thành chuyên gia này. Nó bay các nước là bình thường. Việt Nam chúng ta mai mốt sẽ bay các nước, đầu tư ở các nước giống như Nhật, Hàn Quốc và ở nhiều nước trên thế giới đó. Thì cái chuyện kết nối đi sân bay rất nhanh, tại vì sân bay là nó là tiện nhất trong các phương tiện giao thông cho toàn cầu, 200 nước này chúng ta cần đến, thì cái đường lưu thông nó thuận tiện sân bay rồi đường sông đường biển, nó giống như một nó exist đó quý vị. Ví dụ cái chỗ chúng ta ở đây mở gần sông, ở đường bộ nó ách tắc hay nó kẹt hay nó cầu nó bị gì đó thì đường sông chúng ta đi đó, để chúng ta có những cái cảng dân dụng, cảng du lịch chúng ta lên để chúng ta đi công việc chúng ta thì đường sông đường biển, Việt Nam ta có đường biển thì quý vị nên nhớ là con người không nhân tạo được nha. Biển và sông chỉ có thể nhân tạo quy mô rất nhỏ thôi, còn biển và sông là thiên nhiên, thì chúng ta nên chọn những cái vị trí mà gần biển gần sông gần đường cao tốc với lại gần sân bay. Thì hiện giờ thì tôi nghĩ đó là Việt Nam chúng ta đã định hướng rồi đó, đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có cái mới nhất thì quý vị nghe đó là thành phố Thủ Đức à. Thì hai ý để chia sẻ với anh Rút Khánh cho quý vị nghe đó là nên đàm phán online từ bây giờ. Còn lúc ký hợp đồng như nào, những cái khôn ngoan nào là do nhà đầu tư và vị trí là chọn lựa cái thượng minh của nhà đầu tư. Cái thứ kế đến là dĩ nhiên là thành phố Thủ Đức là nó ráp giáp có rất nhiều cái tiện ích trong cái hạ tầng, trong cái đầu tư công đó, thì đó là thành phố Thủ Đức là trả lời hai ý cho quý vị tham khảo. Xin chúc cho cảm ơn Bảo rất nhiều, tránh thành công hiệu quả rồi là dịch đó mà nó hết thì chúng ta mới có những cái đầu tư xã hội hưng phấn, con người cá nhân ta có hưng phấn được. Tôi nghĩ là sau vài năm bị dồn nén vì giãn cách cho nên là cái nhu cầu bay nó còn kinh khủng nữa anh Bảo. Bay nước ngoài, bay khắp nơi nó còn kinh khủng nữa. Nên là rất cảm ơn và anh Bảo xin lưu ý những cái ý nãy giờ nhấn mạnh rất nhiều, đó là vị trí địa lý. Thì khi nhắc tới bất động sản người ta nói là vị trí, thì ở đây anh Bảo cũng đã nhấn mạnh rất nhiều lần, đó là gần sông, gần cao tốc, gần đường vành đai 3. Đó là những cái vị trí mà chúng ta cần lưu ý cho những cái sản phẩm mà chúng ta cân nhắc đầu tư. Rồi bây giờ thì anh nhà thiết kế Đỗ Minh Cường ạ. Câu hỏi thì nãy giờ là tôi thấy anh cũng đã trả lời rồi á. Bây giờ tôi xin gọi là nhấn mạnh lại một lần nữa cho quý vị khán giả đang xem đi. Tức là bây giờ có nên vào thị trường hay không, hay đợi, và nếu vào thì chọn phân khúc nào. Và nếu được thì chia sẻ thêm kinh nghiệm của anh, gọi là lúc này đàm phán online hay là tìm kiếm cơ hội online trong cái thời điểm đại dịch này, có kinh nghiệm nào chia sẻ thêm cho quý vị nhà đầu tư. Dạ, mời anh Cường. Thực ra đối với tôi thì nếu như các bạn có tiền nhàn rỗi vào cái thời điểm hiện tại, hoặc là các bạn cảm thấy tự tin về cái nguồn tài chính của mình, thì đầu tư vào cái thời điểm hiện tại thì thực sự là nó tôi nghĩ là nên. Bởi vì giống như lúc đấy tôi đã chia sẻ rồi, bởi vì nếu mình đầu tư vào thời điểm hiện tại nó có rất là nhiều những chính sách, rồi là mình sẽ có rất là nhiều những cái thuận lợi về mặt giá cả và những cái chính sách hỗ trợ từ chủ đầu tư cũng như là ngân hàng, thì để có một cái căn để có căn nhà đầu tiên hay là đầu tư để sau dịch mình có thể bán, thì nói chung cái thời điểm hiện tại nó rất là hợp lý đó. Còn thực ra với cá nhân tôi á, để nói là tôi thích đầu tư vào cái gì vào thời điểm hiện tại, thực sự là tôi đang quan tâm rất nhiều đến những cái căn hộ nhỏ, những cái studio nhỏ, và những cái giá trị nó không cao quá, nó
phù hợp với cái tài chính của mình thời điểm hiện tại, và mình cũng cảm thấy nó an toàn, nó không có bị rủi ro nhiều. Bởi vì các bạn cũng biết rằng là những cái căn hộ nhỏ hay là những studio nhỏ thì luôn luôn được săn lùng bởi vì nó bán nhanh lắm. Thế nên rằng là nếu như là, bởi vì tôi là người mà bây giờ chỉ có mua đi bán lại thôi, bởi vì tôi không mua nhà để ở nữa đó. Thế nên rằng là nếu mà đầu tư thì tôi sẽ đầu tư vào những cái căn hộ nhỏ giá trị thấp để ở sau dịch mình bán ra nó cũng dễ và nó phù hợp với cả tài chính của mọi người. Dạ, kinh nghiệm của anh trong lúc này khi mà đang giãn cách vậy thì nếu mà mình lựa chọn tìm kiếm cơ hội đầu tư bất động sản, làm việc online với các đại lý hay là các nhà môi giới thì anh có kinh nghiệm gì chia sẻ thêm không? Kinh nghiệm ra tôi thì là cả em thì tôi làm cá nhân thì tôi đã mua những cái sản phẩm của Vinhome rất là nhiều và tôi có những cái bạn mà tư vấn cho tôi rất là kỹ. Thế nên rằng là bản thân tôi thì luôn tin tưởng vào Vinhome rằng là hôm xưa nay tôi mua cái gì của tôi, cầu đến xem tôi không cần xem luôn, vì tôi tôi chỉ cần chọn vị trí mà hướng hợp với mình hay là cái số căn hộ mà tôi muốn hay đó thì các bạn đã tư vấn cho tôi rất là rõ ràng và tôi luôn tin vào những cái gì mà Vin đang làm rồi. Thế nên rằng là bản thân tôi không cần phải đến Vin để xem nó như thế nào ra sao nữa, mà tôi sẽ chốt đơn online trực tiếp với cả người tư vấn cho tôi. Đấy là cái kinh nghiệm của tôi. Dạ, cảm ơn anh Cường rất nhiều. Có một nhà đầu tư uy tín và gắn bó lâu dài thì cũng là một cái thuận lợi. Cảm ơn anh. Vừa rồi là những chia sẻ mà tôi nghĩ là rất là hữu ích của các vị đại diện khách mời ngày hôm nay, từ phía một chuyên gia bất động sản quốc tế là chỗ anh David, hay là bất động sản Việt Nam của chỗ anh Bảo, hoặc là nhà đầu tư cá nhân, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, cũng như là phần chia sẻ của đại diện chủ đầu tư Vinhomes và nhà bán hàng kết nối chủ đầu tư, đó là chỗ chị Hằng Việt Nam Group. Thì tôi nghĩ rằng là quý vị khán giả cũng phần nào có thêm những cái ý kiến tham khảo để chúng ta đưa ra quyết định lúc này. Quả thật là đại dịch với những ảnh hưởng thì dù gì thì cũng sẽ là trong một khoảng thời gian và chắc chắn là đại dịch sẽ qua đi. Còn thị trường về lâu dài thì vẫn luôn cực kỳ tiềm năng đối với một nền kinh tế đang phát triển của Việt Nam. Bất động sản vẫn là một kênh để chúng ta xem xét và là một kênh rất phổ biến đối với người Việt Nam, và với những cái tác động của đại dịch lúc này thì cũng lại là vừa rủi ro nhưng vừa cũng là cơ hội để chúng ta có thể lựa chọn được những sản phẩm tốt, bởi vì là các chủ đầu tư lúc này họ cũng đưa ra những chính sách cực kỳ ưu đãi, và với những cái sự phát triển cũng như là liên tục các nguồn cung của các dòng sản phẩm mới sắp ra thì đây là cơ hội để những nhà đầu tư có thể tìm hiểu, và thậm chí là trong thời gian giãn cách chúng ta có thêm nhiều thời gian để chúng ta tìm hiểu, nghiên cứu và lựa chọn để có thể tích lũy cho mình những sản phẩm tốt để đón đầu cái sự phục hồi sau dịch, bởi vì tiềm năng về lâu dài của thị trường bất động sản Việt Nam là rất tốt. Và như lúc nãy quý vị có thể thấy rằng là những cái xu thế về những cái đại đô thị như là Vinhomes Grand Park, nơi mà có thể chúng ta có nhiều cái tiện ích xung quanh với thiên nhiên, rồi với những cái tiện ích về giải trí, về thực phẩm, về ăn uống, về mọi thứ xung quanh để chúng ta có thể có một cái cuộc sống đủ đầy trong tương lai. Thì một lần nữa xin được cảm ơn các quan điểm của các vị khách mời, và xin thay mặt ban tổ chức thì Quốc Khánh một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các vị diễn giả cũng như là các nhà đầu tư, các quý khách hàng đã dành thời gian tham gia theo dõi tọa đàm trực tuyến đầu tư mùa dịch cùng các chuyên gia ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa thì xin kính chúc toàn thể quý vị mạnh khỏe, an lành trong mùa dịch. Chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua đại dịch này. Và quý vị cũng đừng quên là có thể là comment tên họ đầy đủ vào trong cái livestream gốc và share lại cái chương trình này để theo dõi cùng bạn bè, và kêu gọi tối thiểu là 15 like để mà nhận được những phần quà hấp dẫn giá trị, đó là 10 thẻ VinID gift card, mỗi thẻ có giá trị 2 triệu đồng dành cho 10 người may mắn nhất trong thời gian đến hết ngày 3 tháng 9 2021. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những sự kiện tiếp theo.